Hoàng Thùy Linh ẩn 3 tháng không đi hát, nghi vấn đang dưỡng bầu hồi tháng 4 năm nay, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh gây xôn xao mạng xã hội sau khi bị bắt gặp khoảnh khắc cùng nhau về nhà riêng. Kể từ đó, một lần nữa dấy lên nghi vấn cặp đôi bí mật yêu đương. Hình ảnh, video Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bị bắt gặp cùng nhau về nhà riêng ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn tin khẳng định Hoàng Thùy Linh đang mang thai và có mối quan hệ tình cảm với giọng ca mang tên Yên về cho mẹ. Liên hệ các nghệ sĩ, phóng viên đều không nhận được câu trả lời. Chuyện tình cảm của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh vẫn là ẩn số bởi cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận. Tháng 1 năm 2023, tin hẹn hò giữa hai nghệ sĩ bùng lên gây sốt mạng xã hội. Thậm chí xuất hiện những thông tin xác nhận hai người đã tổ chức đám hỏi. Người trong cuộc không phủ nhận và né tránh khi được hỏi đến. Tuy nhiên cho đến nay, cả hai nghệ sĩ vẫn giữ im lặng. Riêng Hoàng Thùy Linh khiến nhiều người thắc mắc khi biến mất khỏi showbiz suốt thời gian qua. Từ đầu năm 2024, nữ nghệ sĩ không tham gia sự kiện hay chương trình âm nhạc nào. Trong dịp Tết Nguyên đán, Hoàng Thùy Linh cũng kín tiếng, không tham gia hoạt động đón mừng năm mới như thường lệ. Nữ ca sĩ ngừng cập nhật hình ảnh bản thân từ tháng 1 năm 2024. Cô thỉnh thoảng đăng tải bài viết về các dự án quảng bá sản phẩm âm nhạc. Qua những động thái lạ của Hoàng Thùy Linh, dân tình không khỏi tò mò về lý do nữ ca sĩ ở ẩn hơn nửa năm ngay sau khi tổ chức concert Việt Nam Miss vào tháng 9 năm 2023. Trước đó, nghi vấn Hoàng Thùy Linh đang mang thai con đầu lòng lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Nguồn cơn bắt đầu từ việc nữ ca sĩ xuất hiện với ngoại hình khác lạ, tăng cân thấy rõ tại buổi lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024. Thời điểm chương trình phát sóng, vóc dáng Hoàng Thùy Linh trở thành tâm điểm bàn tán. Cô diện bộ áo dài có thiết kế cầu kỳ, không lộ vòng eo. Nhiều người nhận xét nữ ca sĩ tăng cân, gương mặt tròn trịa trông thấy. Đến khi ban tổ chức đăng ảnh, ngoại hình Hoàng Thùy Linh khác biệt so với hình ảnh trong chương trình. Trên nhiều diễn đàn, cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi, đặt nghi vấn nữ ca sĩ đang mang bầu. Tuy nhiên đến nay, Hoàng Thùy Linh giữ im lặng, không chia sẻ cụ thể. Trái ngược với động thái ở ẩn của Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu duy trì hoạt động suốt thời gian qua. Nam rapper ra sản phẩm âm nhạc cũng như đi biểu diễn ở nhiều nơi. Trước sự tò mò của khán giả, Đen Vâu chia sẻ anh không nhắc nhiều về gia đình và chuyện cá nhân, muốn mọi người tập trung cho các tác phẩm của anh. Về những việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những chuyện có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, Đen hứa là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi đã suy nghĩ thấu đáo. Hiện tại Đen dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả, Đen Vâu nói. Đến hiện tại, mối quan hệ giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu luôn được dư luận đồn đoán. Trước đó, vào năm 2022, cặp đôi được cộng đồng mạng đẩy thuyền sau khi kết hợp trong ca khúc Gieo Quẻ. Đầu năm 2023, cả hai khiến showbiz Việt dậy sóng khi xuất hiện tin đồn đã bí mật làm đám hỏi tại quê nhà của nữ ca sĩ ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, Đen Vâu nhanh chóng phủ nhận tin đồn. Về phần Hoàng Thùy Linh, cô cho biết Đen Vâu là người anh thân thiết. Nữ ca sĩ dành nhiều lời tốt đẹp để nhắc đến nam rapper. Hậu tin đồn, cả hai tiếp tục kết hợp trong concert Việt Nam Miss và ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Trước đó, khi được hỏi về chuyện thực hư cô làm đám hỏi, nữ ca sĩ khá lòng vòng, khi bước vào công việc này, tôi có đủ mộng mơ cho âm nhạc của mình. Tuy nhiên, tôi cũng cần có sự tỉnh táo để bước qua những điều người ta đang thêu dệt. Nếu một trong hai thôi thì tôi sẽ rất khó bước trên bất cứ con đường nào trong cuộc sống. Tôi nghĩ chẳng còn cách nào khác. Tôi muốn bảo vệ đồng đội, bảo vệ khán giả, bảo vệ những người thương tôi và âm nhạc của tôi. Tôi phải chọn bảo vệ mình để không làm ảnh hưởng đến họ. Hoa hậu Việt đang tìm hiểu nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, từng cho con hạn mức quẹt thẻ 2 tỷ trên ngày người tình. Tin đồn của nghệ sĩ Vũ Luân có tiềm lực kinh tế khiến ai cũng trầm trồ. Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Lê và con nuôi Vũ Linh, Vũ Luân đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Cả hai thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ trước đám đông như ôm, hôn má, nắm tay. Mới đây, nàng hậu thừa nhận đang tìm hiểu với nam nghệ sĩ, cô còn chủ tài nấu nướng chờ đợi bạn trai về ăn cùng. Hoa hậu Phương Lê sinh năm 1979, quê tại Trà Vinh. Cô từng đạt các danh hiệu như Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016, Hoa hậu Quý bà Hòa bình thế giới 2017. Trước khi quen biết với con nuôi Vũ Linh, nàng hậu từng kết hôn với đại gia hơn 20 tuổi và có 3 con gái. Vào năm 2021, bạn gái của Vũ Luân gây sốc khi tiết lộ đã cho 3 cô con gái, chỉ khoảng 11 đến 12 tuổi sử dụng thẻ đen ngân hàng có hạn mức lên đến 2 tỷ trên ngày. Phương Lê mong muốn các con có thể tiêu xài thoải mái. Theo nàng hậu, việc cho con tiếp xúc tiền từ nhỏ sẽ giúp các nhóc tỷ hiểu được ba mẹ kiếm tiền vất vả thế nào. Đồng thời, mỹ nhân sinh năm 1979 khẳng định ba con gái nhỏ rất chi tiêu vô cùng hợp lý, biết tiết kiệm, luôn xin phép ba mẹ trước khi mua gì đó. Bạn gái con nuôi Vũ Linh có khối tài sản khủng với nhiều bất động sản, cơ sở kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh, có tiềm lực về kinh tế. Phương Lê cho ba con gái học tại trường quốc tế có học phí cực kỳ đắt đỏ. Theo ước tính, cô phải tốn khoảng 1,5 tỷ trên năm cho các con. Năm 2022, Phương Lê ly hôn với chồng cũ, cô khẳng định sẽ không chia chác thứ gì. Điều người đẹp cần là chồng cũ phải đảm bảo về mặt tinh thần cho các con, đưa đón ái nữ đi chơi vì cô không nhiều thời gian rảnh. Phương Lê và Vũ Luân gặp nhau từ năm 2023. Cả hai đồng hành qua những chuyến thiện nguyện và dần trở nên thân thiết. Thông qua nhiều khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi trên mạng xã hội, cõi mạng nhanh chóng đẩy thuyền và mong Phương Lê trở thành người chăm sóc cho con nuôi NS Vũ Linh trong nửa đời còn lại. Về phía Vũ Luân, anh thừa nhận Phương Lê là người phụ nữ quan trọng của đời mình. Nghi vấn Phương Lê dọn về sống chung với Vũ Luân, chăm sóc đối phương từng chút tin đồn tình cảm của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và hoa hậu Phương Lê nhận được sự chú ý của công chúng và giới truyền thông suốt thời gian qua. Cặp đôi không ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nhau trên trang cá nhân, lẫn tại các sự kiện. Mới đây, Phương Lê đã đăng tải khoảnh khắc cô vào bếp, tự tay nấu cháo, chỉ chờ đợi Vũ Luân về để thưởng thức. Không những thế, cô còn khoe ảnh chụp lén con nuôi nghệ sĩ ưu tú Linh và nhắn nhủ, đi làm vui vẻ nhé Vũ Luân.
khán giả lẫn cư dân mạng khá bất ngờ vì nàng hậu thường xuyên xuất hiện với hình ảnh sang chảnh thay vì hình ảnh người phụ nữ của gia đình. Ai nấy nhận ra rằng kể từ khi gắn bó với Vũ Luân, tính cách của Phương Lê cũng dịu dàng và biết nhường nhịn người khác hơn. Ngoài ra, động thái này của hoa hậu Phương Lê khiến nhiều người càng có cơ sở tin rằng cả hai đang chuẩn bị về chung nhà. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn đặt nghi vấn cả hai đang sống chung. Dẫu vậy, thực hư ra sao, chắc phải đợi người trong cuộc sống lên tiếng mới rõ. Chia sẻ thái độ của các con về chuyện tình cảm của mẹ, hoa hậu Phương Lê nói, cảm ơn vì đã được sinh ra trên đời. Cảm ơn các con luôn hiểu chuyện, ủng hộ mẹ. Các con nói mẹ vui là ok. Từ đầu năm 2024, Phương Lê và Vũ Luân thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các hoạt động thiện nguyện. Phương Lê cho biết, Vũ Luân là người đầu tiên cô mở lòng sau ly hôn, nàng hậu chia sẻ, tôi và anh từ quen biết đến bạn bè, sau là hợp tính đến thấu hiểu nhau, hiện tại tình cảm đặc biệt khó nói rõ cho người ngoài cuộc hiểu, tương lai thì luôn luôn không nói trước. Tôi và anh đã gặp nhau và cùng nhau thăng hoa với những điều tốt đã làm được. Về phần mình, nam nghệ sĩ không ngần ngại khẳng định, Phương Lê là người quan trọng trong cuộc đời. Sau khi đồng hành với nhau trong những chuyến từ thiện, Vũ Luân và Phương Lê ngày càng thân thiết. Nam nghệ sĩ cũng không ngại chi số tiền lớn để tặng quà cho hoa hậu quê Trà Vinh. Thậm chí, hoa hậu Quý Bà Hòa Bình, Thế Giới 2017 còn công khai hôn má nghệ sĩ cải lương khiến nhiều người cho rằng họ đang yêu nhau. Chia sẻ với truyền thông, Vũ Luân cho biết những người thân trong gia đình và khán giả cũng thắc mắc về mối quan hệ của anh và Phương Lê. Từ đầu, anh cảm nhận hoa hậu Quý Bà Hòa Bình Thế Giới 2017 là một người thật tình nên tìm hiểu và kết thân. Sau quãng thời gian quen biết, anh xem người đẹp quê Trà Vinh là tri kỷ, thoải mái chia sẻ những buồn vui trong nghề lẫn trong cuộc sống. Vũ Luân bộc bạch, người ta hay nói trên tình bạn dưới tình yêu, tôi chưa nói trước được điều gì nhưng cảm nhận Phương Lê là người quan trọng trong cuộc đời. Thoải mái thể hiện tình cảm trước khán giả, Vũ Luân thừa nhận cả hai phải đối diện với lời khen tiếng chê. Tuy nhiên anh xem đó là chuyện bình thường khi là người của công chúng. Với ngôi sao cải lương, cả hai kết thân không chỉ riêng tình cảm mà còn chung định hướng giúp đỡ cộng đồng. Họ có một quỹ riêng để giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ mổ hàm ếch. Tôi nghĩ khi mình làm tốt cho xã hội thì những người không thương sẽ dần thương. Bởi tôi với Phương Lê đâu làm gì cho người ta phải ghét, anh chia sẻ. Khi được hỏi có sợ khán giả nữ quay lưng khi thể hiện tình cảm với Phương Lê, Vũ Luân cho biết trước đây nhiều khán giả còn năn nỉ, động viên anh lập gia đình. Họ mong thần tượng có một tri kỷ để bầu bạn. Số ít không đồng tình nhưng đa số đều ủng hộ tôi và Phương Lê. Sau này nếu tôi không còn ca hát nữa, tôi nhường sân khấu cho các bạn trẻ và lùi lại phía sau để tiếp tục gìn giữ bộ môn văn hóa nghệ thuật cải lương, anh bày tỏ. Khổng Tú Quỳnh bất ngờ được cầu hôn với quả khủng, bị soi một chi tiết gây sốt. Mới đây, TikTok lan truyền hình ảnh nghi vấn nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đã được cầu hôn. Hình ảnh liên quan đến nữ ca sĩ Việt Đình đám làng giải trí đang được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Theo hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội, một chàng trai quỳ gối trước Khổng Tú Quỳnh. Người này tay ôm bó hoa, cầm một chiếc hộp trong như nhẫn cầu hôn. Hình ảnh này ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều khán giả cho rằng, rất có thể Khổng Tú Quỳnh đã được bạn trai bí mật cầu hôn và showbiz Việt sẽ có hỉ trong tương lai gần. Tuy vậy, soi một góc ảnh khác, dân tình lại thấy được máy quay phim đặt phía sau lưng Khổng Tú Quỳnh. Vì vậy, không loại trừ đây là một phân cảnh trong một dự án nào đó mà nữ ca sĩ đang tham gia. Khổng Tú Quỳnh là một trong những cái tên quen thuộc với khán giả thế hệ 8X, 9X. Cô sinh năm 1991, nổi tiếng những năm cuối thập niên 2000 nhờ ngoại hình đáng yêu, ngọt ngào, giọng hát có chất riêng. Không chỉ có khả năng sáng tác và ca hát, Khổng Tú Quỳnh còn oanh tạc trên nhiều bìa báo dành cho tê ủi tin. Cô được các fan đặt cho biệt danh cô bé dâu Tây. Khổng Tú Quỳnh từng có mối tình ngọt ngào với ca sĩ Ngô Kiến Huy. Sau 8 năm bên nhau, cặp đôi đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của khán giả. Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy gặp nhau trong một sân khấu âm nhạc, sau đó họ còn cùng tham gia bộ phim Thiên Sứ 99. Năm đó, Ngô Kiến Huy 22 tuổi còn Khổng Tú Quỳnh bước sang tê uổi 19, cả hai còn rất trẻ và đều đang trên con đường xây dựng sự nghiệp. Sóng gió ập đến khi năm 2012, Ngô Kiến Huy thừa nhận là cha của bé Tê Giai là con của em gái Thanh Thảo. Trước những ồn ào này ai cũng lo lắng cho Khổng Tú Quỳnh. Nhiều lời đồn đại cho rằng họ sẽ sớm chia tay vì bê bối của Ngô Kiến Huy. Giai đoạn năm 2010 đến 2012, Khổng Tú Quỳnh là gương mặt hot trong giới showbiz. Thế nhưng họ vẫn sánh bước bên nhau, chẳng nề hà mọi lời dị nghị. Thời điểm ấy, sự nghiệp của Ngô Kiến Huy rơi vào bế tắc nhưng anh luôn có Khổng Tú Quỳnh ở bên, đó có lẽ là lý do anh càng yêu Khổng Tú Quỳnh hơn. Bản thân Khổng Tú Quỳnh cũng thừa nhận mình vẫn tin tưởng Ngô Kiến Huy, cũng từ đó, Khổng Tú Quỳnh ít xuất hiện, cô lui về vun vén tình yêu với Ngô Kiến Huy. Thậm chí cả hai còn mua nhà chung và dự định làm đám cưới. Sự tin tưởng và chân thành giúp tình cảm của chúng tôi luôn bền chặt, vượt qua sóng gió hay khó khăn nhiều lúc vô tình ập tới, Ngô Kiến Huy nói. Cuối năm 2018, tin đồn giờ ạn nứt giữa hai người xuất hiện. Đến tháng 9 năm 2019, Khổng Tú Quỳnh bất ngờ thừa nhận chia tay Ngô Kiến Huy, trở lại cuộc sống độc thân khiến nhiều người bất ngờ. Từ sau khi chia tay, cả Khổng Tú Quỳnh hay Ngô Kiến Huy đều hiếm khi nhắc đến đối phương trước truyền thông. Bên cạnh đó, bé dâu Khổng Tú Quỳnh cũng kín tiếng trong chuyện đời tư, chỉ tập trung cho các dự án nghệ thuật. Nữ ca sĩ nhiều lần rơi nước mắt và không giấu được sự tiếc nuối, với mọi người không biết thế nào, nhưng với Quỳnh 8 năm thực sự rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, Quỳnh thực sự rất trân quý những điều đó. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhất quyết không nói về lý do cả hai chia tay, vì tôn trọng cuộc sống hiện tại của đối phương. Thực ra nếu người cũ của Quỳnh chỉ là người bình thường thì sẽ dễ chia sẻ hơn, nhưng đây cũng là người trong ngành của Quỳnh nên Quỳnh cũng sợ những gì mình chia sẻ có thể bị hiểu lệch ý. Cô vẫn muốn giữ sự tiếc nuối và day dứt về những gì đã qua. Ở thời điểm hiện tại, Khổng Tú Quỳnh không chỉ thăng hạng về nhan sắc, mà phong cách của cô cũng đáng học hỏi. Cô không chọn các món thời trang đứng dáng để xây dựng phong cách.
Thay vào đó, style của Khổng Tú Quỳnh tràn nhập những món đồ hợp xu hướng. Ngắm nhìn Khổng Tú Quỳnh lên đồ, bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng để làm mới phong cách. Khổng Tú Quỳnh ghi điểm ở nét phóng khoáng, bụi bặm với công thức áo quây kết hợp với quần vải thô. Cô còn gợi ý một kiểu tóc nữ tính, sành điệu, đó là tóc buộc nửa, thả mái bay bổng.